đây. Hả? Mà để em thấy cái con này không? Ừ. Cổ quăng lên hoài luôn. Cổ còn mua được cái quả quăng lên mà nó có giá trị cho cái này nha. Nó có cái giá trị nhét vô trong đó rồi đó. Còn cái này không có. Cái này không có. Bà đưa bà tin. Trời ơi, nói rồi mà khôn dữ vậy trời. Nói con đẹp mà sao con khờ dữ vậy trời. Nói dám. Bây giờ bà nói làm sao? Cái này là không có giá trị đúng không? Đi qua bản phải kêu một cái giá trị nhất của hoàng tử. Giá trị nhất? Đi qua bản nào? Cái nào giá trị nhất? Ta không có biết. Nghe thấy không? Cái gì? Thấy cái tay bà chỉ không? Cái tay. Thấy cái bọt tên lủng lẳng ở đó không? Cái bọt tên lủng lẳng là chỉ duy nhất một cái thôi đó đấy à, không? Có hai cái gì trắng trắng, cái sợi dây màu đỏ. Đúng rồi, có hai cái cục tròn 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 nè, thấy không? Thế là hết cái bọt tên lủng lẳng đó đó. Ờ. Mà cái khúc đó là nhà không ai lấy được đâu nha. Chừng nào lấy vợ mới lấy được đó. Vậy hả? Đúng rồi. Cái đó có quý, còn cái này không quý. Đúng rồi, cái đó quý nhất của ổng đó. Qua lấy cái bồn tên lụng lặng đi. Thôi rồi, đợi ta nha. Tao gì được nữa. Dạ, quan tử. Hả? Chàng nói chàng thương ta thật lòng. Chàng sẽ cưới ta mà chàng đưa cái vật không có quý giá gì hết trơn hết trọi à. Cái này không quý hả? Không có quý. Vậy nào không lấy gì? Quý đâu mất cả trời. Kìa quá. Nè thấy tôi nha. Tôi bị chắc coi đó chứ là cô không chắc tôi cho coi rồi. Kìa, nội giám nói. Đó. Lấy cái gì? Cái đó đó. Cái tòn ten lủng lẳng á. Cái đó không ai cũng tròn tròn mà tòn ten lủng lẳng đó. Đưa cho ta đi. Đưa cho ta đi trời. Xin lỗi Quỳnh Linh. Dạ. Cha mẹ Tân Sara chỉ có một mà thôi. Ta không thể nào ta đưa cho nàng được. Ủa hoàng tử, cái đó mà cha mẹ sinh ra được luôn hả? Cha mẹ sinh ra chỉ có một cái thôi à. Ủa, cái đó là một cái bên ngoài mà. Làm sao mà cha mẹ sinh ra được? Đạo biết chính chính mình nè. Hả? Biết của nàng muốn nói là cái gì? Cái đó đó. Cái đó là cái gì? Cái đó đó. Cái này nè. À, nãy giờ hoàng tử nghĩ cái gì? Nãy giờ chàng nghĩ cái gì? Ta nghe nó cái lòng thầm. Tòn tay lủng lẳng thì cái này nó lủng lẳng nè. Thì nè nó tòn tay lủng lẳng nè. Trời ơi, nãy giờ nghĩ cái gì hết trời. Trời ơi, cái gì hết trời. Không Quỳnh Lực ơi, đây là độc bộ giá bảo của dòng họ Triệu, cho nên ta không thể nào ta giao cho nàng được. Ai có vật này có nghĩa là hôn phối của quả nhân. Ai có vật này là hôn phối của ngài hả? Vậy thì đúng rồi. Chàng giao cho thiếp đi. Không được đâu. Nè cái này hứa lèo nha. Hồi nãy tôi có đề cướp rõ ràng rồi. Là nói là bây giờ sẽ cưới người ta, sẽ lấy người ta. Úi. Hai cái. Nè. Dạ. Người chắc. Dạ. Người ăn cơm ta mà sẽ nguy hại ta quá vậy. Ngươi có biết đây là vật gia bảo gì không? Nếu đưa cho Ngọc Quỳnh Lâm rồi á thì trời ơi, nó sẽ là hôn thê của ta thì sao? Thì đâu xa đâu. Không sợ. Có vợ vui chứ. Trời ơi, cả cuộc đời thật muốn có vợ mà không được thiệt. Thiệt. Bây giờ nè, cái này á là chú cha nói là bây giờ là cái vợ khi nào mà có vợ là đưa cho vợ, là vợ cầm cái này lên là sẽ lấy được hoàng tử. Thì hồi nãy hoàng tử nói là hoàng tử sẽ lấy, thì bây giờ đưa cho người ta đi chứ trời. Nè. Được rồi, chúng ta trực nguyện. Ta làm đi, chẳng cái này ra chợ bán thứ gì. Trời, hoàng tử sẽ nghe. Nè Ngọc Quỳnh Lâm. Dạ. Được, vậy ta gửi trao nàng kỷ vật. Trong 3 ngày sau ta sẽ cậy người mai mối ở đây rước nàng về nơi triều nội, còn dần sắc kỷ vật. Kỷ vật hả? Sao vậy? Hoàng tử đợi xíu, nó nghe nè. Gì? Cái này là chắc ăn rồi đúng không? Thì tôi thấy là chắc rồi, mà bà không biết ông có chắc không. Hả? Vậy dạ. Đó hả? À, hoàng tử đợi chút xíu nghe. Gì? Có cần ổng hứa gì không? Không, bây giờ đó, thật ra là hồi nãy mình có lời nói rồi này đúng không? Mình có cái vật chất rồi nè. Bây giờ kêu hung bằng cái đi. Hả? Từ. Chứ không thôi mà bây giờ lỡ mà bà có đẹp lên một cái đèn là hung hoài. Dạ, quân tử. Nãy giờ, thiết biết con vàng là Tấm Thanh Long. Chàng biết tên thiếp là Ngọc Kỳ Lân chưa? Biết rồi, ta biết rồi. Ngọc Kỳ Lân rồi. Chàng muốn biết thiếp làm vợ thiệt hả? Cho nên là thiếp muốn biết là trong lòng chàng có thấy thiếp đẹp không? Hả? Đẹp không chàng? Đẹp không? Ở trong lòng ta nào lúc nào cũng đẹp. Đẹp. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Chàng hãy khiến thiếp đi. Hả? Nếu như